Tư thì sẽ làm đan ghế là chủ yếu, đan ghế chủ yếu là đan ghế thôi. Trước thì còn có dán cá bò nhưng bây giờ không biết đã làm chạy chưa, chứ lúc mình ở đấy thì mình thấy ngưng cái việc dán cá bò rồi. Em đang muốn đi tù thì làm cách nào, em cứ lên phường xin là người ta cho đi thôi. Chồng em bảo đóng tiền chỉ tiêu, chồng em bảo đóng tiền chỉ tiêu là có nghĩa là chồng em muốn mua công việc ấy, có nghĩa là muốn 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 bỏ tiền ra để mua mua cái mức khoán lao động làm cho nó nhẹ hơn đấy. Hello, hàng chào Việt Anh, Việt Anh 1979, chú Việt Anh sinh năm 79 à? Hoàng không có chiền vào vác đá hả anh? Ở cũng tùy, ở ngoài miền Bắc thì còn có việc vác đá với làm gạch, chứ còn ở miền Nam thì không có làm mấy cái đó nha bạn ơi, anh Hoàng Mạnh ơi. Đúng rồi, án mà 15 20 năm về thì giống như người rừng về thật đấy chứ. Anh chào chồng về đổi tên nhá, tạm giam với trường lớn cái nào ám ảnh hơn anh? Nếu mà nói đúng thì nói về cái cuộc sống nhá, nói về cái cuộc sống, cái đời sống thì ở dưới tạm giam thì ám ảnh hơn. Tại vì ở dưới tạm giam thì nó bị thiếu thốn nhiều thứ hơn, nó bị gò bó hơn, nó ở trong một cái môi trường nhỏ hơn và nó không được ra ngoài đi đứng lại thoải mái giống như ở trên trại lớn. Đấy là cái mình khủng. Nhưng mà lên trên lao động, mà lên trên trại giam lớn mà đi lao động thì cái đấy cũng là cái cho mình khủng. Khi mới vào tạm giam mình có cần phải nổ buồng hay không? Có ai làm gì mình đâu mà mình nổ buồng bạn. Anh ơi, ghi đó trật tự công cộng 2 năm, tạm giam 1 năm lên trường thì 30 tháng 4 vừa rồi giảm 2 tháng. 30 tháng 4 giảm rồi thì không được giảm nữa đâu Duyên ạ. Không được giảm nữa đâu Duyên ạ. Băm 30 tháng 4 giảm rồi, ở 1 năm mà 30 tháng 4 giảm rồi thì đến 30 tháng 4 năm sau 1 năm nữa thì về rồi, đúng rồi. Anh còn nhớ em không ta? Tình đất tuệ. Ui, anh cảm ơn Thành nhá, Hoàng cảm ơn Thành nhá. Anh còn nhớ em, hình như em cũng có xem like của anh rồi đúng không hả? Tình tattoo. Hoàng cảm ơn Thành, tạm giam 5 tháng, án 2 năm. 2 năm 24 tháng 9 năm 2025 về đúng không anh? Tạm giam 5 tháng, án 2 năm. Án 2 năm. Tạm giam 5 tháng, án 2 năm, nhưng quan trọng tạm giam 5 tháng là án tạm giam bắt từ lúc nào? Bắt từ ngày nào chứ em? Ui thầy Hạ Thành có phải donate cho hàng à? À mấy con cá quốc kế. À anh nhớ rồi, anh nhớ tịnh rồi, tịnh chứ không phải tình. Tịnh em khỏe không tịnh? Vị thành niên có phải lao động nhiều không anh trai? Vẫn cứ phải lao động bình thường, vẫn cứ lao động bình thường. Luyện chắc cũng sắp về anh, hình như Lê Văn Luyện về đấy sao mà mọi người, hình như Lê Văn Luyện về đấy hay sao ấy. Gì đây, mày mi cha đi mờ mờ mi mẹ mi cha đi mờ, vì cái chữ mà ông còn biết không rõ nữa thì bảo sao người ta đọc được. Ông thích cà phê ơi. Em bây giờ em ở đâu hả Tình? Đúng rồi, như Lê Văn Luyện về rồi mà. Nhà tạm giữ Tân Bình có cực khổ lắm không em? Em thì chưa ở nhà tạm giữ Tân Bình, em chưa biết anh ạ. Khá bảnh chừng nào về anh? Khá bảnh, như khá bảnh thì đi thì cũng giảm án bình thường thôi. Án 10 năm 6 tháng thì khá bảnh đi chắc tầm khoảng cỡ 7 năm là về. Em cũng muốn đi cà phê một buổi với anh á. Rảnh không? 30 tháng 6 là đi qua làm thiện nguyện với nhóm thì anh. Ui Thành donate anh à Thành. Chồng chị tạm giam có bệnh nền,
đưa chồng chị đi cấp cứu ở bệnh viện mà không cho chị hay. Hoàng ơi, không cho chị hay, đúng rồi chị. Khi nào người ta, khi nào người nhà, tại vì thực sự mà nói, trong thời gian mà chồng chị mà đưa ra bệnh viện, chị cũng không được lại gần đâu chị Út ạ. Đấy, chị phải quen biết thì mới lại gần cơ. Đi 3 năm thì giảm được bao nhiêu năm? Đi 3 năm chắc giảm tầm khoảng cỡ được 7-8 tháng. Giảm căng nữa thì 9 tháng. Anh ơi cho em Hải chạy Đắk Bờ Lao, không cho gửi đồ ở ngoài vô Hoàng. Hoàng chưa ở chạy giam Đắk Bờ Lao, Hoàng chưa biết mọi người ạ. Nhưng đợt Hoàng ở cùng với một nhóm bạn là kiểu bạo loạn ở trên Đắk Bờ Lao chuyển trại xuống. Tòa xử xong thì nên lo đi trường nào tốt và được giảm án nhiều ạ. Quan trọng người nhà bạn ở đâu? Quan trọng bây giờ người nhà của bạn ở đâu hả Út nhỏ? Bây giờ người nhà của bạn ở ngoài Bắc mà lo vào trong Nam thì sao mà được, khó lắm. Hôm khá bảnh bị bắt, các chủ số ở ngoài miền Bắc khóc tương mán luôn. Cái vấn đề đấy thì Hoàng không biết lắm, chạy Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc thế nào hả anh? Mọi người ạ, à, mọi người ơi, mọi người ạ, à, Hoàng nói thật với mọi người là Hoàng chỉ mới ở trại giam Thủ Đức và trại giam Xuyên Mộc với trại tạm giam của thành phố Vũng Tàu. Em chào anh Thương ạ. Nên Hoàng có thể chia sẻ được chính xác ở cái môi trường đấy thôi mọi người ạ. Mỗi cơ cấu một trại giam là sẽ một khác. Đấy, chứ không phải là chỗ nào cũng giống như chỗ nào. Nên mọi người, ui, Hoàng cảm ơn Thành nhá. Chứ không phải là mọi người hỏi Hoàng ở đâu Hoàng cũng biết được hết mọi người ạ. Có qua Bô Lá không bạn? Mình không đi Bô Lá, nhưng mà mình ở với anh em Bô Lá cũng nhiều. Xét ở tòa Nam Kỳ khởi nghĩa, nhà ở Bình Thạnh thì sẽ bị giam ở đâu anh? Xét ở tòa Nam Kỳ khởi nghĩa, nhà ở Bình Thạnh, lúc quan trọng bị công an nào bắt hả em? Ở Bình Thạnh thì kiểu gì cũng chuẩn bị chuyển lên Chí Hòa, xong rồi qua Bô Lá đến nơi giờ ấy. Hoàng chưa ở trại giam T30 luôn. Có cáo trạng, đúng rồi, có cáo trạng là sắp xử rồi đấy. Sắp đi trả án mà hoang mang quá. Ok anh, của anh cũng liên lạc với anh tí à. Công an quận 3 thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt ở nhốt ở quận 3, nhốt ở quận 3 xong rồi chuyển qua Chí Hòa xong rồi qua Bô Lá. Bạn ở Chí Linh hả? Đúng rồi, mình ở Chí Linh. Gửi vào đó, gửi cái gì vào đó, ép nhựa em. Em tính gửi hình, à gửi hình vào ép dẻo được mà. Được. Đi 18 tháng chắc giảm tầm khoảng cái được 2 tháng đến 3 tháng. Mi ở Mô Nghệ An rửa. Em ở Vĩnh. Có chứ, còn nợ lão 10 triệu chưa trả, lão không lấy luôn. Anh Tí bây giờ cũng khá mà anh Tí bây giờ cũng ổn rồi. Anh Tí cũng biết không có nên anh không lấy đâu. Hello Trung Đô. Bớt chuyện tù đi cu. Ok, em cảm ơn anh Lâm Sung ạ. Nhưng mà anh Lâm Sung thì anh phải lên lương sinh bạc anh ở đi chứ. Anh chưa đi Bô Lá hiện ạ, anh chưa đi Bô Lá. Kháng cáo tầm bao nhiêu xỉ lại, chồng mình chỉ 3 tháng rồi bạn. Tùy vụ án đó Hương Hoàng ạ. Mọi người, cái vụ án mà mọi người hỏi là khi nào xử và chừng nào ra tòa hay là chừng nào mà đi đấy, thì nói thật với mọi người là tùy vụ án mọi người nha. Không phải vụ án nào cũng như vụ án nào, nên không có một thời gian chính xác và cố định đâu. Chí Hòa thì sao anh? Chí Hòa thì ở buồng nó đông người hơn. Anh thì chưa ở Chí Hòa, nhưng mà chị buồn Chí Hòa đông người hơn. Nhưng mà ở Chí Hòa thì hầu như thấy ở Chí Hòa nhiều người bị ghẻ. Ở Chí Hòa thấy nhiều người bị ghẻ đấy. Như cái môi trường, cái môi trường ở đấy hình như là hơi khắc nghiệt. Còn ở Bô Lá thì nghe nói là cần sống trên môi trường Bô Lá là môi trường kinh tế, môi trường có tiền là sướng. Tòa xử xong mình phải chuyển về. Tòa xử xong mình phải chuyển về cái buồng giam lại. Khi nào có chuyến đi thì mình mới đi. Tôi tạm giam 5 tháng rồi, án 3 năm mà làm giấy tờ giả, chuẩn bị chờ giấy thi hành án theo mày tầm mua về. Án mà 3 năm, tạm giam 5 tháng, 3 năm thì chắc đi tầm khoảng cỡ, giảm tầm khoảng cỡ 7 tháng anh Hữu Hành ạ. Anh tạm giam 4 tháng mà từ tháng 2 mà đi 2 năm thì ở bao lâu, như lâu hả anh? Tạm giam 4 tháng, nếu mà đi 2 năm chắc giảm tầm khoảng cỡ được 3 tháng. Hỏi bên kia mãi không trả lời, bị trôi tin nhắn đấy chị Bích Liên ạ. Chị Bích Liên chắc sinh năm 1990 rồi đúng không? 1 năm 6 tháng là 18 tháng, 18 tháng chắc giảm tầm khoảng cỡ 2-3 tháng.
tạm giam ở Đồng Tháp xử nên lo đi trường nào tốt anh ạ. Thực ra nếu mà cứ lo thì lo được cái trường nào gần nhà mình dễ thăm nuôi đấy, mình là khỏe nhất. Thực sự là như vậy. Tới 90 vậy, lớn hơn em 3 tuổi. Có cách nào bị không bị ghẻ không anh? Có cách nào đâu, bây giờ ở trong cái môi trường như vậy rồi, gặp cái da của mình yếu mà mình không biết giữ gìn sạch sẽ thì dễ bị ghẻ thôi. Bây giờ còn luật buồng không anh? Không còn đâu mọi người ạ, không còn. 4 năm giảm 16 tháng phải không anh? 4 năm giảm 16 tháng là giảm cao đấy. 4 năm mà giảm được 16 tháng là giảm quá nhiều đấy. Trung thân mà cải tạo ok thì vẫn có ngày về, nhưng mà cứ phải ở ít nhất là 20 năm. Hello Nhung nhá, Hoàng chào Nhung nhá. Em thấy anh khỏe mạnh mà không giống bị ghẻ. Anh thì đâu có bị ghẻ đâu. Nói chung anh không bị ghẻ. Bạn tại ngoại giờ tòa xử đi luôn chưa? Chưa đâu. Tại ngoại giờ xử khi nào có giấy thi hành án thì mới đi cơ. Xong tù LGBT nhiều không? Cũng không nhiều lắm. Cũng chung cũng một ca thì tầm khoảng cỡ chục người, hơn chục người gì đấy. Nhiều thì tầm cỡ đấy. Án 5 năm ở 15 tháng, Tết vừa rồi lo giảm 9 tháng. Vậy còn ở bao lâu về? Án 5 năm mà giảm 9 tháng thì mốc sau sẽ giảm được tầm khoảng cỡ 11 tháng. Nói chung là án 5 năm mà mốc đầu giảm 9 tháng là lo quá nhiều ấy. Lo quá nhiều ấy, tốn khá nhiều tiền đấy. Nếu có ABC, nếu có ABC thì chắc tầm khoảng cỡ được 9 tháng đấy. Nếu có ABC, ABCD, EF đấy nhá. Nếu muốn lo trường thì em lo cho cái người mà thụ lý hồ sơ ở dưới trại tạm giam đó, hoặc là xuống gặp quản giáo ở trại tạm giam luôn. 7 năm ở tầm 5 năm. Hai án xử không quá 3 năm có còn cơ hội treo không anh trai? Hai án mà xử không quá 3 năm vẫn còn cơ hội treo, nhưng mà rất là khó. Tù nhân có ý định trốn trại thì sao anh? Tù nhân có ý định trốn trại à? Mà ví dụ như trốn hay là ý định thì nó khác. Có ý định trốn nó khác, mà đã trốn rồi thì nó khác. Nếu có ý định trốn thì chắc chắn thì cán bộ mà nghi ngờ là mình có tình trạng mà muốn trốn trại thì kiểu gì cũng sẽ kiểm soát mình rất là chặt chẽ. Hello Nguyễn Huệ. Xử xong chờ có buồn rồi đi hả anh? Xử xong chờ có buồn rồi đi hả anh là sao ta? Mới có vụ cướp 1 triệu năm mà đi 4 năm rưỡi. Cướp thì trước tiên là chưa cần nói đến tài sản đâu, người ta đã xử hành vi rồi. 16 năm chắc ở tầm khoảng cỡ 10 năm hơn một tí. 5 năm bình thường thì đi hết mấy năm, khoảng 5 năm bình thường là đi tầm khoảng cỡ 4 năm mới chị ạ. Cho em hỏi, án trước 12 tháng treo, án này 38 tháng thì mất bao nhiêu quý để cải tạo được vào vòng giảm án? Án trước 12 tháng, án này 38 tháng thì dị chi sẽ là 50 tháng. 50 tháng thì dị chi sẽ là 4 năm 2 tháng. Đúng chưa? 50 tháng mà đúng chưa? 50 tháng là 4 năm 2 tháng. 4 năm 2 tháng thì dị chi là 1 năm 4 tháng, 1 năm 5 tháng mới đủ điều kiện vô giảm vô mốc. Mà 1 năm 5 tháng mà cộng thêm một quý một cái tiền án nữa. Một cái tiền án nữa là 1 năm rưỡi mới vô mốc. 1 năm rưỡi mới vô mốc thì bé ạ. 1 năm rưỡi mới vô mốc, 1 năm rưỡi vô mốc. 1 năm rưỡi vô mốc thì giảm được 2 mốc ấy, giảm được 2 mốc, nhưng mà dính có tiền án chắc không được giảm nhiều, mốc đầu chắc được 3 tháng thôi. Mốc sau 5 tháng có giảm tầm khoảng được 8 tháng đấy. 40 tháng thì là bao nhiêu năm? 40 tháng là 3 năm 4 tháng à? Đúng không? 3 năm 4 tháng thì chắc giảm tầm khoảng cỡ được 7-8 tháng, 8 tháng đi. Mốc đầu là giảm nhiều nhất hào hàng, ví dụ như không lo. Không phải, mốc đầu không phải là giảm nhiều nhất. Các mốc càng sau giảm càng cao. Chị Liên ạ, các mốc càng sau giảm càng cao. Nhưng mà ví dụ như mà lo giảm án đấy, thì nhất thường là người ta hay lo mốc đầu. Quan trọng là cái mốc đầu tiên. Cái mốc đầu tiên mà giảm cao ấy thì cái mốc sau sẽ được cao. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người có hiểu không ạ? Mọi người có hiểu không? Mốc đầu tiên. Anh Lai từ anh Lai cũng được cả tiếng rồi. Anh Lai được tiếng rồi. Ví dụ như
cái mốc đầu mọi người cố gắng đấy, mọi người cố gắng, mọi người ví dụ như thay vì mốc đầu là mình giảm được 5 tháng đúng chưa, cứ giảm 5 năm, mốc đầu giảm 5 tháng, mốc đầu giảm 5 tháng thì mốc sau thì có thể giảm 6 tháng hoặc 7 tháng, ok chưa? Vậy thì ví dụ như mốc đầu mình giảm, lo lên giảm 7 tháng đi, thì mốc sau nữa thì mình có thể giảm lên 9 tháng, 10 tháng. Đấy, nó tăng lên rất là nhiều. Thay vì hai mốc, mốc đầu giảm 5, mốc sau giảm 7 là chỉ có được 12 tháng thôi. Nhưng mốc đầu mà giảm 7, mốc sau giảm 9 là giảm được những 16 tháng lận. 16 tháng lận. Em chị đang ở Đại Bình à? Ở Đại Bình thì chạy ở Đại Bình thì mới vừa rồi chắc cũng hơi bị nghiêm khắc, tại vì mới vừa rồi ở trên trại Đại Bình bị dính vụ Mai Thúy ở trong trại rất là nhiều, nên bây giờ bị nghiêm khắc. Chứ ngày trước ở trại Đại Bình ấy sướng lắm. Mốc đầu mà giảm 6 tháng thì có thể mốc sau giảm 6 tháng hoặc 7 tháng hoặc 8 tháng, nói chung hoặc là giảm, nói chung sẽ hầu như là tăng, hầu như là tăng. Nếu mà cứ giữ duy trì cái mức cải tạo như vậy thì hầu như là tăng. Chứ còn mà sợ mà như kiểu mình giảm cải tạo suốt lại thôi thì nó lại rớt xuống thôi, chứ còn mà hầu như là giảm án mốc đầu thì mốc sau một là giữ nguyên, hai là tăng hơn. Đúng rồi, đấy là hai đợt giảm thôi Vĩnh ạ. Trại Nam Hà thì sao ạ? Em chưa ở trại Nam Hà, em chưa biết ạ. 36 tuổi mà trung thân là toi đời rồi đúng không anh? Mà hiện tại là em đang hỏi là người nhà của em bị trung thân đấy hả Thanh Hiền? 36 tuổi mà trung thân, đi tầm khoảng cỡ 5-6 tuổi về. Kể chuyện mực khô đi idol, có được ăn con mực khô nào đâu mà biết. Đã bao giờ được ăn mực khô đâu mà biết kể mực khô với lại mực tươi. Bây giờ mà có con mực khô nào ăn liền đấy chứ. Ảnh em, nhà tù hình trái tim thì sao anh? Nhà tù hình trái tim à? Nhà tù hình trái tim là nhà tù gì? Mực bột nắng, có được ăn mực bột nắng đâu. Anh Hoàng ở Vũng Tàu nổi tiếng lắm nè. Không có đâu thân công báo ạ, đừng nói lung tung, nổi tiếng nợ đấy. Nợ như chúa chổm ấy, bây giờ trốn nợ lên Sài Gòn ở luôn. Anh em 7 năm vào tù về chừng nào về anh? 7 năm chắc đi tầm 5 năm em ạ. Anh ơi ở trong có bị đánh không ạ? Ví dụ như quản giáo hoặc tù chung ấy ạ. Không, nói chung vô đấy ngoan, đàng hoàng thì không ai đánh đâu Nguyệt ạ. Vô trong đấy trừ khi mình thế này thế kia thôi. Anh ơi, khoản 2 có được treo không ạ? Khoản 2 vẫn có thể được treo nếu như xử án dưới 3 năm. Mấy ông đi Thái về lỡ dính thì không biết buồn nào. Quan trọng là bạn đã chuyển đổi giới tính hay chưa. Bạn mà chưa chuyển đổi giới tính 100% thì bạn người ta vẫn xử theo giới tính trên giấy tờ. Nhà tù từ đó mấy giờ mới nghe nhà tù mất quái. Nhà tù mất quái là cái trại giam Chí Hòa đấy anh Thương. Ở Chí Hòa đấy anh. Mười tám tháng giảm bao nhiêu vậy anh? 18 tháng chắc giảm tầm 2 tháng. Vô đó mà phát hiện anh Hoàng ở Vũng Tàu ngày xưa cặp với anh Báu xe 2. Chết dở đấy chứ. Cặp với anh Báu xe 2 là chết dở luôn. Mới có vụ vận chuyển 30kg ma túy, cái anh hai vợ chồng vận chuyển giùm người ta. Vận chuyển 30kg thì thôi xác định rồi. Vận chuyển mà 30kg ma túy là xác định rồi nha mọi người nha. Xác định luôn. Xác định luôn. 40 tháng, à 46 tháng. 46 tháng là coi như 4 năm mấy tháng. Coi như gần 4 năm. 3 năm 10 tháng. 3 năm 10 tháng thì 1 năm 3 tháng vô mốc. 1 năm 4 tháng mới vô mốc. 1 năm 4 tháng vô mốc, 1 năm 4 tháng vô mốc thì coi như là 16 tháng. 16 tháng vô mốc, 16 tháng vô mốc thì coi như giảm 3 tháng là 19 tháng, 19 tháng ở tiếp 12 tháng là 21 tháng. Ở đâu? Đúng không? 19 tháng, 31 tháng, 31 tháng mà giảm tiếp 5 tháng là 36 tháng. Giảm tầm 8 tháng. Anh họ em cũng vận chuyển ăn chữ được rồi đúng, nhưng vận chuyển cái số lượng lớn quá thì xác định rồi mọi người ạ. 24 tháng chắc giảm tầm 3 tháng hoặc 4 tháng nếu mà hành kịp tốt. 8 năm thì đi tầm 5 năm, tầm 5 năm Nguyệt ạ. Tầm 5 năm. 5 4 tháng thì giảm tối đa mấy tháng anh Hoàng ấy? Em án 5 4 tháng.
54 tháng là nhị chi 4 năm 6 tháng đúng không? Là 4 năm rưỡi đúng không? 4 năm rưỡi thì ở 1 năm rưỡi sẽ vô mốc, 1 năm rưỡi vô mốc thì cho như mốc đầu được giảm. Đẹp đi, 4 tháng. 4 tháng thì coi như là 20, 4 năm rưỡi là 18 tháng, 18 tháng ở tiếp 4 tháng nữa là 22 tháng, 22 tháng ở tiếp 12 tháng nữa là 34 tháng, 34 tháng cho giảm tiếp 6 tháng nữa là 40 tháng. 40 tháng mà cho ở tiếp 12 tháng nữa là 52 tháng, 52 tháng giảm tiếp 2 tháng nữa. Giảm tầm khoảng cỡ được 1 năm. Tầm được 1 năm. Nghe nói 99 người đi tù về thì 100 người đi tù về thì 99 người bị nhiễm HIV hả anh? Câu hỏi của Thủy, Thủy rất là hay. Ôi Thủy siêu nhân hồng à? Thế Thủy để cái avatar siêu nhân hồng đấy, nhìn mặt siêu nhân là biết hỏi câu hỏi rất là hay rồi. Lấy nhìn một mà mặc bộ đồ siêu nhân hồng là thấy là câu hỏi rất là hay. Đúng rồi đấy Thủy ạ. 100 người thì 99 người đi tù về thì bị nhiễm HIV rồi, chỉ còn một người là anh đây thôi, chỉ có anh không bị thôi. Đúng rồi đấy. Anh ơi, gửi tiền vào ba em lần nào cũng nhận được mà tháng trước em có gửi nhưng ba em lại không nhận được. Em gửi tháng trước không nhận được thì một là em sẽ ra em gửi bưu điện. À, em hỏi bưu điện. Hai là chắc trễ đấy. Để từ từ xem sao em ạ. Em thử hỏi ra hỏi bưu điện. Thật à anh nghe sợ thế. Thật đâu mà thật. Bây giờ anh nói em nếu mà thật như vậy chẳng lẽ anh đúng là một người đấy duy nhất hay sao? Em tin em kin đấy là thật à? Hello Phương Phương, nhưng mà Phương Phương ơi, anh thấy Phương Phương mới hỏi Lam nhà anh hỏi là cười cái gì đấy là sao ấy nhở? Anh ơi ơi, anh thấy tin nhắn em không? Anh thấy luôn cả em luôn đấy chứ đừng nói mà thấy em. Hu hu, không cười không nhặt được mồm luôn. Bạn em đấy anh ạ. À, vậy thế anh mới biết nhá. Vì thế là tính ra bà Lam này bán nhiều bạn thật. Chính tay em ký hai sổ mà ba em không nhận được. Em ơi, em gửi tiền bưu điện hả em? Em G E, em ơi, em tên gì đấy? Em G E Z này này. Candy à? Candy 30127 này. Mực nướng là mực nướng hay ăn để uống bia đấy? Anh ơi, anh không rep em, anh bị trôi tin nhắn thông cảm cho anh với. 5 năm đi tầm khoảng cỡ 4 năm, nếu mà trung bình tầm khoảng cỡ 4 năm đấy chị Liên ạ. Chị Liên ạ. Về bị nhiễm thiệt hảo hoàng. Không có đâu, ngày trước thôi. Ngày trước nói chung là đi tù về dễ bị nhiễm HIV. Tại vì thực ra là ngày trước là nói về cái phòng chống 36 tuổi mà trung thân. Dính hai án ma túy thì cỡ 36 tuổi mà án trung thân. Dính hai án ma túy thì cỡ bao nhiêu năm về anh? Làm bị bắt một lúc hai tội đấy hả Thanh Hiền? Bị bắt một lúc hai tội đấy hả Thanh Hiền em? Anh hát mấy bài nhạc chế trong tù anh mà hát là supply luôn đấy. Chị ơi, em vừa bảo chị là 5 năm đi tầm khoảng cứ 4 năm về. Hai tội thì phải ở ít nhất là 25 năm mới về em ạ. Hai tội là phải ở ít nhất 25 năm mới về. Ý là hai tội trở lên. Tại vì em gửi cán bộ nhận à. Thế thì em hỏi lại cán bộ đi em. Em hỏi lại cán bộ gấp, em lên trên trại em hỏi lại cán bộ gấp. Hai tội thì phải 15 năm mới bể án, để xuống 30 năm và tổng hình phạt phải ở là phải ở 25 năm mới về. Hello anh trai, chúc anh một buổi tối về. Anh cảm ơn Phi nhá. Phi ơi, Phi về dưới đấy vui không Phi? Bây giờ chắc xem đám anh chắc vui đúng không? Còn mua bán đợp nữa. Thì đấy, hai tội trở lên là phải 25 năm mới về. Mình gửi nhiều tin nhắn bạn không trả lời mình, không phải đâu, bị tin nhắn bị trôi mọi người ạ, tin nhắn bị trôi. Lỡ coi anh một clip mà TikTok em toàn câu chuyện đi tù, thế thôi đừng coi anh nữa. Người ta kêu không nên hỏi á. Anh sợ trong đó ba em bị đánh. Làm gì mà bị đánh? Ai kêu? Tiền của mình gửi mình cứ hỏi, không ai đánh cả. Mà em gửi là gửi giấy tờ gửi ngay chỗ nhà thăm gặp hay là em nhờ cán bộ quen biết để em gửi? Làm fan cứng của anh Hoàng đó. Em làm fan cứng của anh ấy hả Phương? Anh mới thấy em đây mà. Gửi nhà thăm gặp em cứ lên trên nhà thăm gặp em hỏi ngay cán bộ thăm gặp. Em hỏi cán bộ thăm gặp kêu tôi gửi tiền cho nhà tôi sau nhà tôi không nhận được thì người nhà thăm người ta sẽ vô làm việc với chồng em ở trong đấy, à ba em ở trong đấy.
cái vấn đề đấy không có gì phải ngại, không có bị ảnh hưởng gì đâu em ạ. Bạn Lam á, anh em mới coi anh gần đây à, Lam này chán quá nhở, có bạn mà không chịu rủ vào coi sớm gì cả. Anh bắt kèo rồi chưa, anh làm gì biết kèo đâu, anh không coi đá banh, mùa này không coi đá banh. Em gửi tin nhắn anh có đọc được không, em gửi tin nhắn riêng cho anh hay là em đang comment ở đây? Mai Thúy khoản 2 chạy về khoản 1 được không anh ạ? Chạy không còn khoản nào luôn cũng được nữa, nhưng mà phải chạy như thế nào? Mà em không biết có trung thân không, do chưa xét xử mà ba hai ăn đó đi cỡ như anh. Hai ăn đó nhưng mà quan trọng khoản mấy nữa Thanh Hiền ạ? Em đang comment bị trôi đấy, bị trôi đấy. Phương Liên hỏi lại đi, Phương Liên 86 chắc Phương Liên xem 86. Hoàng Sinh 593 mọi người nhá. Hoàng Sinh 593 năm nay 31 tuổi, mọi người biết tuổi dễ xưng hô. TV trong đó có mạng không ạ? TV trong đấy có mạng nhưng mình không được coi đâu. Cán bộ phải chỉnh cho mình coi. 19 năm chắc đi tầm 12 năm. Lát anh rảnh viết tin nhắn em với nhé. Ok Thu Thủy. Ok Thu Thủy. Em chị inbox em chat với chị nhé. Ôi mọi người cứ inbox rồi đi. Xong phiên live này thì Hoàng sẽ rep cho mọi người. Nhưng mà nhiều lắm thực ra. Hay để tự nhiên đây nhỉ. Xử 36 tháng thì theo anh có nên lo giảm án bốc đầu không? Nếu có điều kiện thì lo. Đấy, nếu có điều kiện thì lo, xử tầm khoảng cỡ 2 tiếng anh ạ. 13 năm kháng án xử lần 2 giảm được bao nhiêu năm ạ? À, mọi người, em ơi, Thủy ạ, Thủy, quách Thu Thủy ạ. Đấy, có nghĩa là khi mà mình chống án, có nghĩa khi mà mình chống án thì mình phải có những cái tình tiết giảm nhẹ cho mình. Ví dụ như mình phải đưa ra được cái bằng chứng mới, hoặc là mình đưa ra một cái lý, như bây giờ người ta xử mình là đúng người đúng tội rồi. Ví dụ như mình phải đưa ra được cái chứng cứ mới, được bằng chứng mới, có cái tình tiết giảm nhẹ tội cho mình mới thì mới được xuống. Chứ còn không mà cứ chống án không ấy thì không xuống được đâu. Người bị nhiễm HIV thì vẫn nhốt chung, Hoàng ở cùng cái Hoàng ăn cơm cùng với người bị nhiễm HIV luôn đây. Chồng em làm trật tự buồng thì được gì hơn không anh? Buồng không có trật tự đâu nhá. Tessera Vũ nhá. Buồng chỉ có trực sinh thôi chứ không có là trật tự buồng. Chia ra tòa chạy 400 giảm được nhiều bao lâu hả anh? Giảm trời ơi mọi người đấy, Chúa ạ. Chúa ơi Chúa. Chúa hỏi như vậy sao anh biết được, Chúa ơi Chúa. Tội gì, án gì, khung khoản như thế nào mà chạy 400 mà đòi giảm như thế nào? Bây giờ cơ mà cái 400 lo cho cái người trung thân khác cái 400 so với người 10 năm. Mai Thúy khoản mấy, tội gì? Khung hình phạt bao nhiêu? Nằm ở khoản mấy, số lượng như thế nào? Chứ bây giờ Chúa hỏi anh như vậy bây giờ sao mà anh biết? À Mai sao lại môi giới Mai Thúy? Mai Thúy à, tội gì là tội môi giới? Môi giới chỉ có môi giới mại dâm thôi chứ sao gì có môi giới mại Thúy. Hai năm trước em bị pháp ở năm cũ đấy, giờ vẫn còn thua mười cũ. Ui, lại bàn chuyện cờ bạc với Hàng ở đây nữa. Ui, bán cả Mai Thúy trên mạng á. Bán Mai Thúy trên mạng á, khoản 1 á. Khoản 1 thì từ 2 đến 7 năm. Hai năm trước em bị bắt. Hoàng xin chào Trọng Nguyễn nhá. Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ trong phiên live của Hoàng làm được. Và chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ trong phiên live của Hoàng làm lại. Hiện tại thì Hoàng live 2 kênh. Đang live 2 kênh nên đôi khi bị trả lời tin nhắn không kịp. Họ bảo 7 năm, sao lại 7 năm? Em bảo làm Mai Thúy khoản 1 mà sao lại 7 năm? Sao lại 7 năm? Xử xong có được chạy xin về trại của mình muốn không? Có điều kiện mà mình biết quen biết thì mình xin được. Ok. Đây, để nói một lèo như thế này luôn chứ bây giờ bị trôi tin nhắn quá nhiều. Nhá mọi người, chào Hằng, chào Thị Phượng 23243 nhá. Em chào chị Kim Phượng. Đây nhá. Mọi người ạ, để nói rõ chi tiết với mọi người là như thế này. Thứ nhất
là Hoàng sẽ nói về cái quy trình ra tòa, ok chưa? Khi nào thì được ra tòa và khi nào thì xử án, ok chưa? Trước tiên, một người mà bị bắt vào trong cái nhà tạm giam nha, Hoàng sẽ nói cho mọi người lắng nghe, là Hoàng sẽ nói rồi bắt đầu Hoàng sẽ chia sẻ cuộc sống ở trong đấy, rồi Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người biết cách thăm gặp ở trong đấy, rồi cách giảm án ở trong đấy nha, ok chưa? Hôm nào cũng xem Hoàng like hết pin với thôi, thì hầu như Hoàng cũng like hết pin, Hoàng mới nghỉ không ấy. Đừng chán anh, đừng chán anh Hà Nội phố ạ, đừng chán anh, anh yêu Hà Nội lắm, đừng chán anh, ok nhá. Nói cho mọi người hiểu là như thế này. Thứ nhất là những mọi người phải hiểu, có những ở đây có những người sẽ có thiện cảm với Hoàng, và có những người sẽ có những cái nội dung của Hoàng thì sẽ không hợp lý với mọi người, thì đâm ra mọi người sẽ bị khó chịu khi thấy hình ảnh của Hoàng xuất hiện trên cái màn hình điện thoại của mọi người. Trước tiên là Hoàng xin lỗi những ai mà đang cảm thấy khó chịu về Hoàng đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của mọi người, làm cho mọi người phải mất công nhấn cái tay để lướt cái màn hình qua, tốn thời gian của mọi người. Và nếu như mà ai mà đồng cảm với những chia sẻ của mọi người của Hoàng ấy, thì mọi người hãy ngồi vừa xem vừa nhấp tay cho Hoàng vài quả tim. Đấy thì Hoàng cũng là một người từng ở trong trại ra rồi. Hoàng không phải là một người là học luật, Hoàng không phải là kỹ sư, Hoàng không phải là luật sư, Hoàng không phải là công an, nên Hoàng không có thể là biết tất cả mọi luật ở trên cái đất nước này. Và Hoàng cũng chỉ mới ở có hai trại giam. Chú hello Quỳnh nhá, Quỳnh vừa mới thấy bên này, Quỳnh đã nhảy qua bên này rồi. Hoàng không phải là, có nghĩa là Hoàng không phải là trại nào Hoàng cũng ở rồi, và Hoàng chỉ ở cái trại giam Thủ Đức và trại giam Xuyên Mộc và trại giam thành phố Vũng Tàu thôi, nên những cái mà Hoàng chia sẻ đều là những cái chỗ mà Hoàng ở. Mọi người phải hiểu là như vậy, Hoàng chỉ đang nói những cái chỗ mà Hoàng ở, chứ còn cái cơ cấu và cái cơ chế của mỗi trại giam là sẽ một khác nha mọi người nhá, sẽ một khác. Cho nên Hoàng chỉ nói cái chung chung thôi. Hầu như thì cái trại giam nào ấy thì hầu như Hoàng nghĩ là cũng giống giống, hơi cũng gần giống như là tương tự giống nhau, nó cũng chỉ chênh lệch nhau một tí thôi. Chênh lệch nhau một tí là cũng như chênh lệch nhau về cái công việc làm hay là về cái giảm án, chênh lệch nhau một tí về cái đời sống nhau một tí. Thì trước tiên thì Hoàng sẽ nói từ một cái quy trình một người mà bị bắt vào trong trại giam, trại tạm giam, đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ sẽ nói cho mọi người nha, chắc có lẽ hôm nay sẽ nói chuyện rất là dài. Có lẽ là ngày hôm nay nói chuyện với mọi người là nói chi tiết cho mọi người thì có lẽ là rất là dài đấy. Nên mọi người cố ý mọi người lắng nghe nhé mọi người nhá. Mọi người cố ý mọi người lắng nghe nhá. Trong thời gian Hoàng nói chuyện mọi người nhớ thả tim cho Hoàng nhá mọi người nhá, để cho kênh nó tốt hơn một tí và tương tác nó tốt hơn một tí nhá mọi người nhá. Một người khi mà bị khởi tố hoặc là bị bắt giữ vào ở trong một cái nhà tạm giam. Ơi anh nghe đây, bên đây ít người cho sang đây cho vui. Ok Quỳnh đi đâu là chú cũng vui ở đấy. Bị bắt vào trong tạm giam thì trước tiên là sẽ bị ký một cái lệnh tạm giữ. Mọi người hiểu chưa? Khi mà bị bắt vào trong trại tạm giam thì sẽ ký một cái lệnh tạm giữ. Vậy thì khi mà bị bắt vào trong trại tạm giam thì người nhà thì sẽ như thế nào? Anh đang còn like ở đâu nữa? Anh đang like ở bên kênh bên này nữa, kênh Hoàng Làm Được nữa. Thì có nghĩa là bước vào trong cái cổng tạm giam, hiểu chưa? Bước vào trong cổng tạm giam thì trước tiên là mình sẽ bị xét người. Là mình sẽ bị xét người. Xét người thì như thế nào? Xét người là bắt buộc mình phải cởi hết ra để xét toàn thân của mình, xem mình có cầm cái đồ cấm gì vào ở trong cái trại tạm giam hay không. Và cán bộ sẽ sắp xếp cho mình vô một ở cái buồng. Còn ở buồng dưới tạm giam thì có chỗ, một buồng sẽ ở từ 4 người đến 5 người, có chỗ thì ở từ 10 đến mười mấy người, và có chỗ thì ở 15, 20 người, 30 người. Thì đấy là tùy cơ cấu của mỗi trại tạm giam. Đấy nữa hết, thôi không xem Hoàng nữa, hết pin rồi, xem Hoàng bị nghiện nghe nói chuyện rồi. Thế thì mẹ Thóc ơi, mẹ Thóc về, mẹ Thóc chăm Thóc tiếp đi ở trong chỗ tạm giam mọi người ạ. Mọi người, Hoàng đang nói mọi người hỏi Hoàng mất công, Hoàng không ngừng lại để Hoàng nói chuyện được nha. Không bên OBK bên này tin nhắn không trôi, anh đọc kịp mà. Bị bắt vào trong trại tạm giam thì sẽ bị xét người. Đấy, bị xét người thì có nghĩa là cởi hết quần áo ra xét. Nói chung cái việc mà ngày đầu tiên mà vô trong trại giam, ai mà mới đi lần đầu mà cứ bị cởi hết ra ấy, để xét, nó ngại lắm mọi người ạ. Đứng xung quanh mình toàn là cán bộ với các phạm nhân nam thôi. Thường thường là sẽ có những cái phạm nhân mà giúp việc cho cán bộ chạy ra ngoài xét người mình. Đấy, xét người mình thì mình cởi ra thì có nghĩa là, nói thật với mọi người là chưa bao giờ mình phải đứng trước đám đông mà mình cởi lõa lồ ra như vậy. Đấy, thì bộ khi mà xét người xong thì cán bộ sẽ, khi mà cán bộ ngại lắm, chú ngại lắm, Quỳnh ạ, chú cởi đồ ra chú ngại cực kỳ luôn. Thế là đưa mình vào một cái buồng ở
như cái trại tạm giam thành phố Vũng Tàu Hoàng đã từng ở. Vậy thì Hoàng sẽ nói chi tiết về trại giam thành phố Vũng Tàu, rồi nói chỗ nào thì chưa kênh của Hoàng không có kiếm tiền, bật kiếm tiền gì cả. Thì có nghĩa là Hoàng sẽ nói về cái trại giam thành phố Vũng Tàu nhá. Ok chưa? Hoàng sẽ nói về cái trại giam thành phố Vũng Tàu nhá. Vô trong cái trại tạm giam thành phố Vũng Tàu thì sẽ ở cái buồng, lúc đấy Hoàng vô cái buồng đấy là buồng 4 người. Đấy, Hoàng ở cái buồng 4 người. Hoàng vô cái buồng 4 người thì lúc Hoàng vô trong cái trại giam đấy thì cái đợt, cái ngày xưa mà cái lần đầu tiên mà Hoàng đi là năm 2011 đấy. Năm 2011. Đấy, thì Hoàng ở cái buồng đấy thì vô 4 người thì cũng may là Hoàng có người quen ở trong đấy. Cái người quen của Hoàng, cái người anh của Hoàng ấy thì lại làm trật tự của cái khu đấy. Nên Hoàng vừa vô một cái là có anh em đón. Nên nói thật với mọi người là đợt đấy Hoàng cũng may mắn, Hoàng không bị gì cả. Nói thật, bởi vậy nhiều người hỏi Hoàng vào đấy có bị bắt chép, có bị sinh hoạt, có bị làm luật buồng gì hay không. Thì Hoàng nói thật với mọi người là Hoàng may mắn không bị. Chứ không phải là Hoàng làm gì để Hoàng không bị. Hoàng may mắn Hoàng không bị sinh hoạt, vì Hoàng có anh em quen biết ở trong đấy. Hoàng rất là may mắn. Thì khi mà mình vào trong đấy, mình mà có anh em mà gửi gắm đấy. Đây là Hoàng đang nói về cái thời điểm năm 2011, lúc mà Hoàng đi là Hoàng vô trong đấy, Hoàng ở là ví dụ như có anh em gửi gắm. Thì cái ông là mà anh của Hoàng làm trật tự ở đấy, mà thời điểm ở đấy trật tự ở trong khu là một cái gì đó nó rất là này nọ và ấy ấy, mọi người không, nó rất là thế này thế kia. Nên vừa vào một cái anh bảo thằng này em tao ấy, chỉ cần nói trong buồng thôi, cái thằng này em tao đấy, đấy tụi mày xem sao, tụi mày anh em chỉ bảo nhau mà sống, toàn anh em trong nhà không à. Đấy, chỉ cần một câu nói đấy thôi, thì mình vô cái buồng đấy thì chắc chắn là các anh em trong buồng đấy thì sẽ không bao giờ mà dám làm gì mình cả. Ok chưa? Và mình khi mà mình bị bắt vào trong cái trại tạm giam thì bình thường mình sẽ bị ký cái lệnh tạm giữ, sẽ ký một cái lệnh tạm giữ 3 ngày trước. 3 ngày sau người ta sẽ tống đạt mình ký thêm một cái nữa. Thậm chí nếu như mà người ta tống đạt cái vụ án này có thể khởi tố rồi thì người ta sẽ ký cho mình một cái lệnh tạm giam luôn. Lệnh tạm giam thì có những cái lệnh là 1 tháng, lệnh 2 tháng, lệnh 3 tháng, tùy theo công an điều tra người ta ứng chừng cái vụ án này sẽ điều tra trong vòng bao lâu để người ta biết được người ta ký cái lệnh tạm giam của mình. Nếu như mà ký mình một cái lệnh tạm giam 3 tháng, hết 3 tháng đấy rồi mà vẫn chưa điều tra xong thì người ta vẫn sẵn sàng ký thêm cho mình một cái lệnh 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nữa. Chứ vậy vậy mọi người đừng có tưởng rằng khi mà đã hết lệnh tạm giam. Không, Hoàng đang kể ở trại giam thành phố Vũng Tàu, trại giam Chí Linh ở đường số 9 Trần Anh Tông, số 9 Trần Anh Tông, và đấy là cái địa, nó là hai mặt tiền số 16 Phạm Văn Dinh và số 9 Trần Anh Tông của thành phố Vũng Tàu. Đấy, thì khi mà mình ký xong một cái lệnh tạm giữ, Hoàng nói mọi người nghe kịp không? Hoàng nói mọi người nghe kịp không mọi người? Mọi người nếu mà Hoàng mà nói mọi người nghe kịp ấy, mọi người nhớ thả tim cho Hoàng một cái nụ hôn trái tim ấy. Đấy, nụ hôn trái tim ấy mọi người. Có nghĩa là khi mà ký xong một cái lệnh tạm giam 3 tháng, khi chưa điều tra xong thì người ta vẫn sẵn sàng người ta ký thêm cho mình một cái lệnh nữa để người ta phục vụ cho cái công việc điều tra. Ok chưa? Nói nhanh quá à? Ok, vậy Hoàng xin lỗi cho, để Hoàng nói chậm lại một tí, Hoàng nói chậm lại một tí, Hoàng nói nhỏ một tí được không? Có nghĩa là khi mà cả một ca tim luôn là chị, coi chừng nứt màn hình điện thoại đấy chị ạ. Ký xong cái lệnh tạm giam đấy thì nhiều người cứ nhầm tưởng là cứ ký hết đủ ở hết lệnh tạm giam là coi như xong rồi, đúng không anh? Nhưng mà không điều tra được cái gì thì coi như thả về, phải không anh? Hay là thả mỏi tay trên hàng luôn, anh cảm ơn Mai Chi nhá. Hay là ký lệnh tạm giam xong rồi coi như điều tra xong rồi, phải không anh? Không phải nhá. Ký xong người ta chưa đủ thì người ta vẫn ký tiếp. Sau khi mà ký xong cái lệnh tạm giam, tại sao có những người được thăm nuôi và có những người bị bắt vào người ta vẫn chưa cho thăm gặp? Sẽ có rất nhiều người thắc mắc về cái vấn đề này, đúng không? Đúng chưa? Thứ nhất, ui trời ơi, đi nhẹ nó nhẽ cười duyên đi. Ui là trời. Anh chào thần nhá. Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao kêu là ủa anh ơi, sao người nhà của em vào mà vẫn chưa được thăm gặp? Ủa anh ơi thì thế này thế kia, tại sao không được thăm gặp? Thứ nhất, vụ án đấy là chuyên án. Chuyên án là gì? Chuyên án là cái vụ án đấy nó bị vi phạm quá nhiều rồi. Người ta đã lên án, có nghĩa lên kế hoạch để bắt cái vụ án này từ rất là lâu rồi. Người ta lên kế hoạch rồi, hiểu chưa? Đấy là gọi là chuyên án. Và thứ hai, cái vụ án của mình có nguy hiểm quá chưa cho gặp.
Và thứ ba, cái vụ án của mình giống như kiểu là nhiều quá, nhưng mà có những người đang bị trốn lệnh truy nã hay là như đấy, cái vụ án này còn rắc rối quá thì không cho mình thăm gặp, tại vì mất công sợ mình liên lạc được ra ngoài mình sẽ thông cung, hoặc là mình sẽ hợp tác với mọi người ở ngoài, mình thống nhất một cái lời khai để mình chống đối lại với công an. Và thứ ba là do mình ở trong cái cơ sở giam giữ đấy mình quá quậy phá nên thủ trưởng ở đấy không cho mình ra thăm gặp. Có rất nhiều lý do để được chưa thăm gặp nhé. Và thứ tư là ví dụ như mình chưa được thăm gặp là do mình chưa có kết thúc điều tra. Ok chưa? Nhưng cũng có những trại, những cái cơ cấu trại giam vừa mới vào là đã được thăm rồi. Đấy là tùy trường hợp, tùy mỗi vụ án, tùy mỗi vụ án và tùy mỗi cơ chế của từng trại giam nhá mọi người nhá. Nhưng mà đúng theo quy định của pháp luật nhà nước ấy thì phải có kết thúc điều tra thì mới được thăm gặp và gặp mặt. Hiểu chưa? Còn không ấy, nếu mà muốn thăm gặp trước là mình phải xin được cán bộ điều tra đang thụ lý cái vụ án của mình ký cho mình một cái tờ giấy để mình thăm gặp thì mới được thăm gặp. Thấy chưa? Xong rồi nhá, xong cái quá trình thăm gặp nhá, đến cái quá trình mà có kết luận nhá. Kết luận điều tra là bên cán bộ công an điều tra người ta sẽ làm. Khi người ta điều tra mình xong thì sẽ có một cái kết thúc điều tra. Và khi mà đã có kết thúc điều tra đấy, thường thường một vụ án ấy mà không có gì vướng mắc ấy thì thường là sẽ từ 3 đến 4 tháng. Từ 3 đến 4 tháng, khoảng 2 tổ chức đánh bạc có chạy gắn treo không em? Nếu mà dự xử dưới 3 năm thì được nhé Trang Trang nhé. Nếu mà thường thường một vụ án, thường thường một vụ án thì tầm khoảng cứ từ 3 đến 4 tháng thì sẽ có kết luận, gọi là kết thúc điều tra. Đấy là tùy, còn cái vấn đề mà đạn dược có hay không thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề nói riêng chị ạ. Còn cái này là em đang nói theo kiểu đúng theo quy định và theo pháp luật thôi. Hello, anh xin chào Nguyễn Nguyễn nhá. Đúng theo pháp luật thôi. Thường thường là cái quy định một cái vụ án thì thường tầm khoảng cỡ từ có xử án treo không? Anh vừa nói đấy Trang Trang, nếu mà xử dưới 3 năm thì còn có cơ hội. Thì khi mà có kết thúc điều tra xong thì bên cán bộ điều tra sẽ chuyển hồ sơ qua cho bên viện kiểm sát. Ok chưa? Em chào anh Lộc ạ. Em chào anh ạ. Sẽ chuyển qua bên viện kiểm sát. Và từ kết thúc điều tra đến lúc mà qua viện kiểm sát thì viện kiểm sát sẽ làm việc với mình và tống đạt cho mình một cái cáo trạng nữa. Đấy, thì tầm khoảng cỡ 2 tháng sau thì mình sẽ có cáo trạng. Đấy là trung bình là tầm từ 3-4 tháng đến 6 tháng là sẽ có kết thúc và có cáo trạng. Từ lúc mà có cáo trạng thì sẽ ở tầm khoảng cỡ mười mấy đến một tháng nữa, mười mấy ngày khoảng đến một tháng nữa thì sẽ có giấy triệu tập ra tòa. Bởi vậy trung bình một vụ án sẽ từ 5 tháng, 6 tháng hoặc 7 tháng thì sẽ ra tòa. Vậy thì tại sao có những cái vụ án mà giam rất là lâu chưa ra tòa? Tại vì cái vụ án đấy rất là rắc rối, hoặc là mình chưa thành thật khai báo, đang vòng vo quanh co dối tội nên cán bộ chưa có thể kết thúc được cái vụ án của mình, nên mình nên mình mới bị giam lâu như vậy và chưa ra tòa. Đấy là cái thứ vấn đề mà quy trình ra tòa mọi người đã hiểu chưa ạ? Rồi tiếp theo nhá, 3 tháng ra tòa cũng có. Rồi tiếp theo là như thế này. Mọi người hỏi là ra tòa thì chống án thì khi nào mới xử lại? Cái vấn đề đấy là không biết được đâu mọi người. Cái vấn đề mà chống án khi nào xử lại là tùy theo người ta làm sớm hay trễ thôi. Cái đấy thì không có thời gian cố định. Không có thời gian cố định. Và mọi người hỏi là khi chống án thì có được giảm án xuống không? Nếu như mình cảm thấy bản án của mình quá nặng so với cái tội danh của mình thì mình phải có được những cái bằng chứng gì đấy. Ví dụ như tôi có công với cách mạng, tôi đã tích cực khắc phục hậu quả, hay là tôi đã thành thật khai báo, hay là có nghĩa là tôi mới bị phạm tội lần đầu, hay là ABC gì đấy. Nói chung là phải có những cái tình tiết giảm nhẹ của mình trong đấy, mình mới có cái lý do để mình làm cái đơn kháng cáo. Chứ còn không mà kêu để mình làm cái đơn kháng cáo kêu người ta giảm xuống cho mình thì không có. Tại vì người ta đã xử mình là đúng người, đúng tội rồi. Ví dụ như là trong phiên tòa sơ thẩm người ta xử mình là 3 năm, người ta vẫn chưa áp dụng những cái tình tiết giảm nhẹ cho mình. Ví dụ như là mình là thành thần khai báo này, tích cực khắc phục hậu quả này, nhà có công với cách mạng này. Ví dụ là như vậy đi, nhưng mà trong phiên tòa sơ thẩm người ta chưa áp dụng cho mình thì mình về mình thấy nặng quá, mình sẽ làm một cái tờ kháng cáo. Mình viết trong cái tờ kháng cáo đấy là đơn kháng cáo: kính thưa tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu chẳng hạn, tôi tên là Nguyễn Văn A,
vừa qua tôi cho ngày bao nhiêu đấy, ở phiên tòa sơ thẩm thì tôi có bị xét xử tội danh này khoản mấy khoản mấy với án phạt là 3 năm. Tôi thấy mức phạt như vậy là quá nặng với mình, trong khi tôi có những cái tình tiết giảm nhẹ là tích cực khắc phục hậu quả, rồi gia đình của tôi có công với cách mạng, hay là tôi đã thành thật khai báo nhưng mà chỉ áp dụng những cái tình tiết giảm nhẹ đấy cho tôi, thì tôi mong sao phiên tòa xét xử lại cho tôi mức án phù hợp với tôi. Đấy là cái đơn kháng cáo, nếu như các bạn phải có những cái tình tiết giảm nhẹ. Mọi người hiểu chưa ạ? Mọi người hiểu không ạ? Chứ còn không không mà mọi người bây giờ án của mọi người là 15 năm mà người ta xử có 13 năm thôi mà mọi người đã thấy nặng rồi, mọi người còn làm chống án nữa thì ra đấy thì nói chung là người ta đã áp dụng cho mình hết rồi, cũng chẳng còn gì chống án đâu. Và tại sao có những cái trường hợp khi mà xử phúc thẩm lại bị xử tăng lên, giống như cái trường hợp của ai? Giống như cái trường hợp của Đàm Thiên Long vừa rồi. Xử phiên tòa trước ấy thì lại xử xuống chung thân, nhưng mà bây giờ lại xử lên tử hình. Đấy là do bị viện kiểm soát kháng nghị. Mọi người hiểu không? Bị viện kiểm soát kháng nghị. Hiểu không? Và có thể là một là bị bên bị hại chống án. Đấy, hai trường hợp đấy thì mình xử lại thì có thể là bị nặng hơn. Ok chưa? Xong rồi tiếp theo nhá, đến tiếp quy trình mọi người hỏi mình là khi mà bị xử xong rồi thì là bị chuyển đi chỗ khác hả? Khi mà bị xử xong rồi thì mình vẫn cứ chuyển lại về cái buồng giam của mình ở và chờ có chuyến đi, người ta sẽ chuyển mình lên một cái trại rung chuyển nữa, có nghĩa là trại chuyển lên một cái trại tỉnh nữa chứ chưa lên trường cải tạo nhá. Từ cái trại tỉnh đấy mình sẽ nằm ở đấy và chờ có trên trường có chuyến xe đi và cần người, cần phạm nhân lên đấy lao động thì người ta mới chuyển cho mình đi. Thời gian đi cố định thì không có, nhưng nói chung là cứ có chuyến đi chỗ nào mà cần quân ấy, thì người ta sẽ đưa mình đi. Còn như kiểu trên đấy đang còn nhiều quân quá, những người đang còn bị quá tải quá thì đôi khi là mình sẽ nằm ở tạm giam lâu hơn một tí. Bác ruột em có công với cách mạng à? Bác ruột em có công với cách mạng không có liên quan gì đến em đâu Trang ạ. Ví dụ như bố mẹ ông bà ấy thì được. Xong chưa? Xong cái vấn đề mọi người hỏi là khi nào đi chạy chưa? Đi trường chưa? Rồi tiếp theo nhá, mọi người hỏi mình là ở trong tù thì có được gửi thư từ hình ảnh hay không, đúng chưa? Ở thư từ có được gửi thư từ hình ảnh hay không? Thì nếu mà ở tạm giam ấy, gửi hình ảnh vào thì có thể gửi được, nhưng mà ở tạm giam gửi thư vào là một cái gì đó nó rất là khó. Ví dụ như mình phải quen biết cán bộ thì mình mới gửi vào được cơ. Mọi người hiểu chưa? Tại vì mình trong cái thời gian tạm giam là mình thời gian đang bị điều tra đấy, mình trong thời gian mình bị điều tra. Con chào cô Lan ạ, con chúc cô Lan một buổi tối vui vẻ cô nhá. Có nghĩa là mình đang ở tạm giam là mình đang trong thời gian điều tra, mà trong thời gian điều tra thì không có thể nào cho mình liên lạc ra ngoài một cách thoải mái được. Bây giờ cho mình viết thư từ gửi ngoài đấy thì nhiều lúc mình liên lạc ở ngoài rồi mình bảo người ta thế này, bảo người ta thế kia thì sao mà người ta dám cho mình nhận thư. Bởi vậy cái việc mà ở tạm giam mà người nhà gửi thư vô được thì có nghĩa là mình phải có cán bộ quen biết hoặc là cán bộ giúp đỡ mình cầm vào cho mình. Đóng án phí trên trại luôn được không anh? Được, đóng án phí trên trại được. Rồi tiếp theo mọi người sẽ gửi hỏi cái gì? À đâu, còn nói về vấn đề mà trên môi trường lớn thì mọi người vẫn được gửi. Tụi nó bị kỷ luật hết bây giờ, tụi đứa nào làm thì đứa đấy chịu thôi. Còn bây giờ còn lên trên môi trường lớn thì mọi người được viết thư và gửi hình ảnh thoải mái, nhưng mà lá thư của mình cũng phải thông qua cán bộ đọc, cán bộ duyệt thì mới được cho vô đến người nhà của mình nhận. Ok chưa? Xong rồi tiếp theo là mọi người sẽ hỏi là ở trong tù gửi đồ ăn vào có được nhận đầy đủ hay không, ở trong tù gửi tiền vào có được nhận đầy đủ hay không, đúng không mọi người? Em muốn chạy cho chồng em giảm xuống ăn treo khoản 1 thì chạy tòa phải không anh? Em muốn chạy thì có thể chạy điều tra cũng được, chạy tòa cũng được, mà chạy viện cũng được nha Trang nhá. Chờ tàu cũng khổ lắm con nhỉ. Nói chung chờ tàu, thời gian chờ tàu thì nói chung nó cũng ngắn thôi các bạn. Tàu chở đi sớm mà. Ông bà mà có công với cách mạng thì may ra vẫn được, vẫn có thể được. Tiếp theo nhá, tiếp theo nói về cái vấn đề mà gửi tiền. Tiếp theo sẽ nói về cái vấn đề của gửi tiền với lại gửi quà có nhận được hay không. Đấy Hoàng vừa nói xong mà. Đấy Hoàng vừa nói xong đấy, mọi người không để ý. Hoàng bảo là cái vấn đề mà chờ tàu đi trường hay không thì tùy, lúc nào có chuyến sớm thì đi sớm, chuyến trễ thì đi trễ thôi. Đấy thì
Đến tiếp theo là cái bước mà chuyển tiền, gửi tiền và gửi đồ ăn. Và trong đấy thì người nhà mình có nhận được hay không? Nhận được hết, nhận được đầy đủ nha mọi người nha. Chỉ trừ như kiểu ở dưới tạm giam ấy, ở dưới tạm giam khi mà gửi đồ vào thì có thể là nhiều lúc mà các phạm nhân giúp việc cho cán bộ ấy, người ta bóc một miếng người ta ăn ấy, cũng chẳng đáng là bao nhiêu cả. Chứ còn gửi tiền vào là nhận được hết. Nếu mà mình gửi chính quy, mình không phải gửi nhờ ai gửi nha, mình gửi lên trên trại, mình vô nhà thăm gặp mình gửi ấy, là gửi bao nhiêu nhận được bấy nhiêu. Vậy thì đâu xem mọi người thắc mắc về vấn đề gì nhiều nữa nào. Đây, anh ơi xin lo về trường gần nhà thì lo sao ạ? Lo về trường gần nhà thì em phải gặp cán bộ quản giáo ở dưới tạm giam, hoặc là cán bộ làm hồ sơ ở cái tạm giam đấy em xin. Rồi vấn đề gì nữa nhỉ? Vấn đề đây, vấn đề này chắc là có khá nhiều người quan tâm. Gửi tiền vậy, muốn đi mua có thời gian rõ ràng hả anh? Đúng rồi, thời gian rõ ràng. Còn mà kêu gửi đồ ăn vào có được hay không thì tùy trại giam, tùy trại giam. Có trại giam người ta không cho gửi nhận đồ ăn, người ta bắt mua đồ ở trại đấy thôi. Nhưng có trại giam thì người ta cho gửi ở ngoài. Giống như có một bạn vừa rồi đi thăm chồng ở ngoài Hải Phòng ấy, cái trại nào ấy, mà bạn đấy kêu là không cho người ta gửi đồ, không có người nhà mình gửi đồ ăn vào, chỉ có mua đồ căn tin thôi. Còn và khi mà mình ra tòa mình xử xong thì thường thường là mỗi phiên xử phiên tòa xong là mình phải đóng 200.000 tiền ăn phí. Ai mà xử lần đầu mà có án mà không trong án thì sẽ xử đóng 200.000 tiền ăn phí. Còn ví dụ như mà ai mà ra tòa hai lần thì sẽ đóng thêm hai lần nữa là 400, cứ ra một lần ra tòa là tính 200.000. Em nói vậy cán bộ chết. Đúng rồi, thì em nói toàn cán bộ liêm chính thôi mà, thì em nói cán bộ liêm chính thôi chứ còn là cán bộ nào mà như vậy đâu. Buồng tạm giam có cửa sổ, buồng tạm giam có cửa sổ. Khi mà mình gửi tiền vào cho gia đình của mình ở trong tạm giam đấy, sẽ có cách sinh hoạt như thế này. Một là sẽ ăn cùng với nhau hết. Nếu mà ở tạm giam buồng ít người thì hầu như là cái buồng đấy sẽ anh em cùng sinh hoạt cùng với nhau. Thì bởi vậy tiền của mình gửi vào ấy thì anh em cùng xài cùng, mà tiền anh em gửi vào thì mình cũng cùng xài cùng luôn. Đồ ăn đồ uống mình gửi vào thì anh em cùng ăn, của người ta gửi vào thì cũng vậy. Nhưng mà ở cái trại buồng mà đông ấy thì có thể là người ta sẽ chia quẫy chia mâm ra người ta ăn. Người ta sẽ chia quẫy chia mâm vào để mà ăn. Bởi vậy mọi người hỏi là gửi bao nhiêu tiền vào trong đấy xài mới đủ đúng không? Ok anh chào thuyền nhá. Gửi tiền vào trong đấy xài bao nhiêu mới đủ đúng không? Thứ nhất là như thế này, nếu mà mình may mắn mình vô trong cái buồng tạm giam ở mà gặp đúng những anh em toàn những người thăm gặp đấy thì mình gửi có 1 triệu 2 triệu vào thì mình cũng xài đủ. Nhưng ví dụ như mình bị xếp vô cái buồng ấy 5 người mà chỉ có 2 người thăm nuôi thôi, 3 người không có ai thăm nuôi gọi là mồ côi đấy, thì nói thật là mình có gửi 5 triệu vào thì mình cũng phải gồng gánh cùng với anh em. Tại vì chẳng lẽ bây giờ vào trong đấy mình ăn một mình, đúng chưa mọi người? Chẳng lẽ mình sống một mình? Còn lên trên cái môi trường lớn là trên trại lớn ấy, thì ở trên đấy thì mình hợp với ai thì mình ăn. Mình hợp với ai thì mình ăn. Còn không thì mình thích thì mình ăn một mình. Ở trên trại lớn ấy, không phải là, tại vì lên trên trại lớn mình đi đứng lại thoải mái rồi, mình không phải ở cùng một trong cái buồng đấy gò bó nữa, nên mình đi đứng lại thoải mái. Và một tháng ở trong trại thì sẽ chỉ được thăm một lần thôi. Ở dưới tạm giam thường thì cái thời gian thăm gặp sẽ ít hơn ở trên trại lớn. Còn ở thường thường tạm giam ở dưới tạm giam ấy thì thăm gặp một lần ra khoảng cỡ tầm được 10-15 phút, có khi được 20 phút đấy. Rồi còn lên trên trại lớn thì có khi là thăm được khoảng cỡ nửa tiếng. Tiền của mình muốn xài chung với ai mình xài chung đúng không anh? Đúng rồi, tiền của mình muốn xài chung với ai thì xài chung. Ở trại lớn thăm gặp được lâu không chú? Ở trại lớn thăm gặp tầm khoảng cứ 30 phút trở lên. Có hôm nào mà ít người ra thăm thì mình sẽ thăm được 40 phút, 45 phút, có khi được thăm một tiếng luôn. Đúng rồi, ở tạm giam thì tầm đấy thôi, tạm giam được 25 phút là lâu đấy. Còn hầu như ở trong cái trại tạm giam và ở trên cái trại trường lớn ấy thì cùng vụ thì không được ở cùng đâu. Ở trại lớn thì nói thật là căn tin bán khá cũng là đa dạng, khá đồ đạc cũng khá là đa dạng. Và nhất là mấy cái đồ khô đấy, ví dụ như mì tôm, nước ngọt,
bánh trái, đồ xà bông gội đầu hay là comfort, kem đánh răng gì đấy, thì thực sự mà nói là giá nó không cũng trong chênh lệch ở ngoài là bao nhiêu đâu. Ví dụ như một gói mì tôm Hảo Hảo ở ngoài thì bao nhiêu tiền mọi người? 4.000 đúng không mọi người, một gói mì tôm Hảo Hảo ấy. Thì ví dụ như ở trong chạy lớn thì người ta bán 5.000 một gói, 5.000 một gói. Chỉ có đắt tiền là đắt ví dụ những thứ mà không có ở trong đấy mà mình muốn có thì mình sẽ mua bằng cái giá rất là cao. Bưu điện không phải ở trong trại, bưu điện ở cái tỉnh, ở gần cái địa phương của trại ở thôi. Đấy, còn mình không phải tự cầm tiền trong đấy. Thì ở trong trại giam bây giờ cũng 5.000 một gói mì tôm Hảo Hảo ấy. Khi mà mình gửi tiền vào thì mình sẽ không được xài tiền mặt đâu, mà trong đấy người ta sẽ làm cho mình một cái sổ lưu ký. Đấy là cứ gửi tiền vào, cứ gửi tiền vào thì sẽ gửi cái sổ lưu ký vào đấy. Gửi vào cái sổ lưu ký, khi mà mình muốn mua cái gì đấy thì mình sẽ viết vào cái sổ lưu ký đấy. Xong rồi mình nộp cho sáng sớm ấy, buổi tối mình ghi. Buổi tối mình ghi xong rồi buổi sáng có đội căn tin người ta đi từng buồng, người ta thu sổ về, người ta cộng sổ rồi người ta chốt sổ. Đợt của anh cho gửi nước ngọt không có, nhưng mà trong căn tin bán nước ngọt mà gửi làm gì mọi người? Để tại vì mọi người hiểu không, cái số lượng mà gửi quà vào cũng bị giới hạn số ký. Không biết ở các trại khác như thế nào, nhưng mà ở trên cái trại giam Thủ Đức Hoàng ở đấy, ở trên cái trại giam Thủ Đức Hoàng ở, trại giam Hàm Tân Z30D này, thì nói chung là gửi mỗi lần thăm gặp gửi được có 5 ký thôi. Tất cả các đồ lưu ký chỉ gửi 5 ký thôi, đồ thăm gặp gửi được 5 ký thôi. Mà bây giờ mình cứ gửi nước ngọt với mì tôm không thì nói chung là gửi hết số ký rồi. Đấy, vào trại lớn có gửi thuốc lá được không chú? Trại lớn bán thuốc lá mà Quỳnh, ở trại lớn bán thuốc lá. Ở trong trại trên trại lớn được hút thuốc thoải mái mà chị, người trại mà căn tin bán thuốc lá mà. Bởi vậy mọi người đừng có gửi mấy cái đồ mì tôm với lại gửi nước ngọt gì vào trong trại, cứ gửi tiền vào xong rồi người nhà mình tự mua. Z30D phòng hạnh phúc gặp được lâu không anh? Cũng lâu. Gặp được cũng lâu. Buổi sáng 8 giờ ra thì 9 giờ ra thì 10 giờ 11 giờ mới vào. Rồi mình ví dụ như mình mà xin được gặp thêm giờ thì mình làm thêm một cái đơn xin gặp thêm giờ, buổi chiều mình ra một lần nữa. Mấy đồ đó kiểm như thế nào? Thì ví dụ như mà đồ nào mà đóng gói thì người ta sẽ ra để người ta kiểm. Còn cái nào mà người ta có thể lắc lắc ở ngoài hay người ta bóp bóp người ta kiểm tra được thì người ta sẽ kiểm. Tôi rất thích nghe bạn nói chuyện, nhờ những câu chuyện của bạn mà tôi lạc quan yêu đời. Tôi cảm ơn bạn nhá, Cường Euro nhá. Tôi mong bạn lúc nào cũng yêu đời nhá bạn nhá. Đúng rồi, Z30D là Bình Thuận đấy ạ. Anh ơi chỉ cho em cách chào buồng với. Bây giờ em vào em cứ giơ tay hoặc là em cứ khoanh tay lại, em gặp buồng em kêu ô tôi chào cái buồng.